Hai xin chào, quý thiếu nhi Nguyễn Quân xin kính chào quý vị. Thì hôm nay Quân làm một cái video tư liệu này để cho chúng ta xem qua cái thành phẩm của đá Phan Thiết. Thì Quân có hai cái hộp ở trước đó. Các bạn ha, là những cái thành phẩm theo yêu cầu cũng như là C, rồi chọn phôi ha. Thì một số thứ là có đặt hàng, còn một số là sưu tập lại. Thì chúng ta xem trước cái hộp này đi. Đây là một cái hộp hàng ngoài sẵn để bán cho khách ha. Thì thô là đấu quý thiên nhiên quân chọn ra, rồi đấu quý thiên nhiên quân hạ lưu để bán ha. Rồi trong này có hai đường lớn của khách đó, thì khách mua thô, khách kêu mài dùng thì mình cũng mài cho khách luôn. Chân lửa có nhưng mà da ảnh thì hơi đen đó, đây là da đen mà. Rồi mình xem qua cái hộp này. Rồi bây giờ cái chính của cái video này đó là nói về vấn đề về cái những cái hàng thô bảo hành đó. Thì Quân cho các bạn xem 6 cái viên này là 6 viên hàng bảo hoàng nha các bạn. Lửa rất đẹp nha, có nghĩa là mình xong rồi thanh toán tính tiền. Còn những cái viên thô đó để mà cho ra được cái sản phẩm như thế này thì nó ở đây nha. Bao mài là ở cái đất này là mình bo mình xả cho khách và hướng dẫn khách xem, khách ưng ý rồi thì mình sẽ mài đó. Thì lúc này là mình sẽ cân tính CT rồi mình mài. Với cái giá thành của nó thật sự nó kinh tế hơn khi bạn đi mua cái thành phẩm sẵn như vậy, hoặc là bạn mua thành phẩm sẵn như thế này ha. Nhưng mà đây là cái này là khách đặt thôi, khách đặt cái này thì xong rồi cho xem lại rồi lấy thôi à, chứ không có gì hết. Đây này đã thành phẩm phim rồi. Có cái này thì là hai viên này thì là hai viên khách để lại chưa có qua lấy, còn mấy viên này là shop mài ra shop để đó, thì ai có nhu cầu thì shop sẽ bán. Là còn mấy viên ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viên à. Còn cái này thì khách đã mua rồi ha. Chỉ là mình mài rồi mình để hộp rồi mình xin tư liệu mình quay thì mình làm như vậy thôi, hỗ trợ nhau mà. Rồi Quân sẽ làm clip cái bốn cái viên này ha. Đây là cái tinh thể quay với quý vị chơi thôi, này để chân thôi chứ Quân cũng không bán lại. Cái này cũng khá đẹp, tí Quân cũng sẽ mở cho các bạn xem ha. Rồi Quân sẽ gắn lúp lên và chúng ta cùng quan sát nha các bạn. Đầu ha các bạn ha. Thì khi mà gắn lúp lên thì mọi thứ nhạt nhòa liền. Chúng ta có thể lấy xem lại nè, cái hộp đen ha. Rồi có những cái viên Quân cũng muốn chào được cái các bạn quý vị ha. Màu sắc như thế, chung là cũng có nhiều người đụng ra đụng vào cho nên là mình chưa có vệ sinh cho nó sạch. Đó. Chúng ta cùng xem cái này. Bao mài có những viên xuất sắc lắm nha các quý vị. Ở đây là Quân quay trong điều kiện đó là thiếu sáng, Quân chỉ chợ sáng bằng một cái đèn mắt ếch và một cái cây đèn bàn thôi. Còn bây giờ đi nhanh vấn đề ha, mình tiếp tục với bốn viên thô sao mài này. Ấy sau khi mà tách ra đó ha, đó để mà dành cho phục vụ cho cái bao mài đó.
cái sự bảo đảm và cam kết đó, từ chỗ giữa khách hàng và bên mình đó, nó cũng dễ không có khiến cho người khách hàng mang là mua thô rồi hết trách nhiệm ha. Đó thì cũng nhận ra thấy là mình làm cái cách này, cái cách mới này có thể giúp được thì nói lại vấn đề là giữa cái giá thành như thế này và giá thành một viên đá cao thì nó sẽ có cái sự xê xích về giá ha. Tất nhiên thành phẩm nó sẽ khác nhiều, thành phẩm nó còn tùy thuộc nhiều thứ lắm, ví dụ như là cái chất đen bên trong đá là một trong những mấu chốt mà mình cũng đang đến ở trong cái clip này ha. Đó, cho các bạn xem từng nguyên một thì ai có đặt hàng thì cũng nguyên tốt hơn luôn. Ở cái đường dây là 0906 670 767 nha. Chúng ta có thể nhìn tạm qua như thế này ha. Thì khối có sẵn rồi thì mình mất đi là cái lượng trọng lượng mà mình mất đi nó không có bao nhiêu hết ạ. Đó, và cái giá thành mình sẽ tính bằng cái trọng lượng đó, không có bao nhiêu đâu. Đó, nó là như thế. Thì các bạn hình dung được ha, hình dung được cái dịch vụ này ha. Rồi, mình cho coi thêm một viên nữa, 4 viên, mình cho coi hết luôn. Ở phản tiết thiên nhiên là nó như vậy nha các bạn. Cái đường dọc đã không? Chứ còn mà nó không có cái đó mà nó quẩn quẩn thì mình nên coi lại ha. Viên này cho bạn xem, viên này xuất sắc lắm nè. Viên này là khối đã luôn. Thấy cái đáy không? Nhìn mê không? Viên này lên là bao đẹp luôn.
thêm một viên cuối cùng này cũng vậy nè. Đấy cũng bao đẹp luôn. Cái rám rám á, mà mình thấy trắng trắng á, nó là do cái đĩa mài đó các bạn, chứ chất bên trong nó không phải vậy đâu. Đó. Thì mình sẽ quay cái cân cho các bạn xem ha. Rồi để mình rút cái ống kính ra. Chính nếu mà mài ra thì chắc khoảng 1,5 tới 1,7 á, chứ không có nhỏ đâu. Thợ mài Quân thì cam kết vậy luôn. 2,3 thì có thể còn 2. Chung còn trên 2 đó. 1,75. Đó. Thì mình mua cái này giá cũng tốt lắm các bạn. À. Rồi. Đó. Thì chúng ta vừa xem qua về cái sự so sánh giữa một cái hàng bao mài ha và hàng đã mài sẵn tính tiền ha. Thì đó, thì chúng ta mua thì chúng ta hình dung ra được đó, là sản phẩm bao mài nó như thế nào hết các bạn ha. Rồi thôi, chúng ta cùng xem qua hai viên tinh thể rồi Quân sẽ chào các bạn ha, để chúc các bạn một cái ngày mới vui vẻ và năng lượng nhé. Chúng ta xem qua cái tinh thể này đi. Hai tinh thể này đều mình cũng còn cần chờ cho các bạn ha, để coi nó bao nhiêu ha các bạn. Tư liệu mà mình cứ chia sẻ với nhau thôi. 3,4 ha, 3,1. Viên 3,1 này xuất sắc lắm nha các bạn. 3,1 xuất sắc lắm. À, chúng ta cùng xem ha. 3,1 xuất sắc lắm. Các bạn xem. À, cái bóng là cái da của nó ở trên đấy nha. À, cái này mình để mình sưu tầm chơi. Không phải đợt nào nhập cũng có đâu. Chúng ta vừa xem qua cái video nói về cái dòng sản phẩm mà Đá Quý Hiên Nguyễn Quân vừa muốn chào đến các bạn, đó là đá thô bao mài ha. Thì Quân cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an cho tất cả chúng ta, những cái người anh em, những cái người anh chị em trong nghề đá quý, cũng như người sưu tập
người yêu thích đá thiên nhiên và yêu mến đá quý thiên nhiên Vĩnh Quân. Một cái ngày cuối tuần thật là năng lượng, thật là hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trên kênh YouTube của đá quý thiên nhiên Vĩnh Quân. Mọi chi tiết về đặt hàng cũng như liên hệ xem thành phẩm, xem thô đá, xem thô bao mài thì hãy liên hệ Quân ở cái đường dây 0906 670 767 với cái nick Zalo là QNG Game Store ha. Facebook của cái kênh này cũng vẫn có nha các bạn, đó là QNG Game Store ha. Thì ở đó là chỉ chuyên về đá Sapphire, Ruby, Emerald và một số đá quý khác ha. Thì ở đó chỉ chuyên như vậy thôi. Còn các bạn muốn mua trang sức hay các bạn muốn đặt hàng trang sức thì mời liên hệ ở đá quý thiên nhiên Vĩnh Quân ha. Như cũ ở khởi đầu số là 058 767 0767, thì ở đó sẽ có người chăm sóc cho quý vị và các bạn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở YouTube.